Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại video của Đức Cùn TV. Và hôm nay là ngày bao nhiêu rồi anh em? Ngày hôm nay là ngày 14 tháng 2 năm 2020. Và lóng tung thì cũng chả biết là cái điều gì nữa. Giờ thì người yêu thì chưa có. Thì thôi, tốt nhất là ở nhà bán hàng điện thoại cho anh em nhé, phục vụ tất cả mọi người. Thì hàng hóa ngày hôm nay mình về thì rất là nhiều mặt, iPhone X này, X Max này, con X này nhá, tí bật mí. Mai sẽ bypass iCloud, bypass lên nhá, bypass xong để cho các bạn nhá. Đó, mình vừa lấy của ông anh mình về xong, máy này mai bypass cho các bạn nhá, để góc kia nhá. Rồi, bật mí để đây nhá. Samsung A10s này, A10s rất là ngon. A10s xem nào. Samsung A10s. Đó, F bản chuẩn VN nhá. Bản chuẩn FD đấy. Máy hôm nay về đẹp đấy. 7 flut nhá, 7 flut luôn, hàng chuẩn zin gang zin áp suất luôn nhá. 7 flut 32GB chuẩn vàng, hàng 9 gọi là đẹp 99,9% luôn. Pin 87%. Đó, 7 flut, máy đẹp keng. Máy người dùng luôn. Vừa mua lấy lại của ông anh này. Hay là 6 flut 64GB. Ui đội, ngày hôm nay đội giá lên kinh khủng luôn. Mình đi Nhật giá cao kinh khủng luôn. Máy mình đi Nhật vào xong về mình lại còn thay pin luôn cho các bạn. 6 flut 64GB. Giá cao, mình đi Nhật một cái máy về 3.300.000. Còn pin yếu về thay mất 150.000 quả pin nữa là thành 3.450. Một cây 6 flut, các bạn có thấy choáng không? Vẫn còn ít 6S. Rồi 6S. 6S chuẩn keng. Chuẩn keng nhá. 6S chuẩn keng và pin cũng keng luôn nhá, 32GB. Rồi. Hay là chiếc 6S này, 2750 này. Còn sót lại từ hôm qua này. 6S này. 6S 1950 này bị mất sóng thì hơi yếu. Hay là chiếc. Rồi và sau con 6S thì mình còn một số như máy Redmi Note 6 này. Redmi Note 6 này, máy đẹp này, hay là chiếc Oppo, nhá mọi người nhá, chiếc Oppo này, chiếc Oppo A5. RAM 4 bộ nhớ 64 này. Đó, RAM 4 bộ nhớ 64 này. Chiếc này là bản sách tay này. Hay là chiếc Huawei P30 Lite này. Máy đẹp keng này. 6S này. Oppo F1S này. Chiếc Oppo F1S này hôm nay mình bán cho bạn 1.400.000. Ai lấy thì bảo mình. Oppo F1S giá 1.400.000. Đó. Đó, và một vô vàn số máy của ngày hôm nay thì mình xin gửi tới tất cả các bạn. Thì mong các bạn mong các bạn thông cảm nhá. Ai lấy máy nào thì bảo mình. Và hình thức mua hàng của Đức Cùn TV là các bạn nhắn tin cho mình. Các bạn thứ nhất là các bạn nhắn tin địa chỉ này. Đây, ví dụ như bạn này. Bạn nhắn tin thẻ cào bao nhiêu ca này, địa chỉ này, Đông Than, Yên Mỹ, Hưng Yên như vậy. Và bạn lấy này, và bạn lấy ví dụ lấy con 7 flut như này. Thì mong các bạn phải nhắn tin địa chỉ rõ ràng đầy đủ như thế này hộ mình nhá. Số điện thoại này, ví dụ lấy con 7 flut bao tiền này, thẻ cào 50k này, bạn ở đâu này, tên là gì này. Đấy, phải nói nhắn rõ như vậy cho mình. Và các bạn không nên nhắn nhiều tin mà các bạn chỉ cần soạn một tin thôi, nhắn cho đầy đủ là được. Vừa đỡ tin nhắn như này bạn đã nhắn mất cả mấy nghìn rồi, 2.000 hay sao. Bây giờ tin nhắn về chắc phải 300-400 đồng một tin. Đó, thì mong các bạn là nhắn cho mình kỹ và đầy đủ như vậy. Đó, thì chiếc iPhone X này thì mình xin phép mình để ra bên ngoài kia. Có gì thì ngày mai mình sẽ bypass lên ok. Thì mình sẽ, bạn nào may mắn nhất thì mình sẽ bán. Còn để mình xem bypass nó xem có được không. Bởi vì iOS 13.1 bây giờ nó hơi cao, khó bypass. Và mình vừa chạy phần mềm thì cũng vừa có thông tin là có thể bypass được, nhưng mà mình chưa biết bypass được hay không. Thì có gì mai mình sẽ bypass được thì chúng ta liên hệ nhau nhá. Thì nếu mà mai bypass được ấy, nếu mà ngày mai bypass được thì mình sẽ đăng bán vào ngày mai.
thì giá nó chỉ tầm khoảng 5 triệu thôi, nhưng mà không biết là có bypass được không. Nếu mà bypass được thì mình sẽ quay ở phần đầu video của ngày mai, còn nếu mà không bypass được thì ngày mai mình sẽ thông báo là không bypass được vì con này đang ở iOS 13.1. Nếu mà mình nói nhá, may mắn thì bypass được, còn không thì mong các bạn thông cảm nhé, không lại bảo là mình bán hàng ảo. Đó, mình nói trước 13.1 thì cũng có thông tin bảo bypass được, có thông tin là không. 13.3.1 thì nó chỉ được khoảng 2-5% là bypass được thôi, nó còn tùy vào email của máy chứ không phải cái nào bay bán được, mong các bạn thông cảm nhé. Thôi mình xin phép mình để ra bên ngoài. Và trước đầu tiên của video ngày hôm nay, mở đầu cho con đỏ cho rực rỡ đi, là chiếc đó là một chiếc Samsung A10s nhé. A10s này, A10s thì cấu hình nó sẽ được nâng cao lên rất là nhiều rồi. Vân tay này, thử xem nào, chắc sinh học và bảo mật này, nhận diện khuôn mặt luôn này, nó hơn A10 rất là nhiều. Thì chiếc này máy đẹp keng, vẫn còn bảo hành dài. Đó, mới của nó rộng tầm 3.4 triệu gì đó. Thì đây mình thử xem, mình check giá luôn cho các bạn xem nhá. Đó. Thời gian hôm nay rảnh hơn hôm qua một xíu, nhưng mà mình vẫn hơi ốm, mong các bạn thông cảm. Mình nói có thể khàn tiếng, tiếng không hay, thì mong các bạn thông cảm. Và mình có đôi lúc là máy có cao, giá cao thì mong các bạn thông cảm. Mình bán nếu mà có đắt thì các bạn có thể là tham khảo góp ý cho mình, chứ mình cũng không kêu các bạn, vì các bạn góp ý là các bạn đã xem kênh và ủng hộ mình rất là nhiều rồi. Đó, mình không có một điều gì quý hơn là các bạn đã xem kênh và các bạn bảo đắt để mình còn biết điều chỉnh giá nhá. Đó, hoặc là có cái cây nào mà mình mua đắt ấy Sơn lại bỏ thuốc anh phát. Có cái nào mình mình mua đắt ấy thì mình khó bán, thì mong mong các bạn thông cảm. Đó, mình mua đắt thì chắc là mình phải bán cao, còn nếu không mình bán ở trên cho các bạn không được thì mình sẽ bán ở cửa hàng thôi. Đó, thì mong các bạn thông cảm nhá. Đó, các bạn vào đó, A10s đây, mình vào đây mình kiểm tra một xíu thôi. Chiếc này zin 100% nhá. Mình kiểm tra mạng này, internet đây. Đó, thì đấy, mình vừa gõ kích hoạt ra xem này, A10s của FPT, chuẩn bản FPT nhá, nó là 3.4 triệu này. Đó, các bạn nhìn thấy chưa? Đó, đây là đang giá là 3.4 triệu này, còn nó giảm giá phần trăm là còn 3.4 triệu nhá. Còn đây là nhiều khi nó treo cái giá thường này thôi, nhưng mà khi mà các bạn kích vào ấy thì không bao giờ có cái giá 2.7 triệu đấy đâu. Đó, thì mong các bạn thông cảm vì các bạn nhìn giá chung nhá. Hoặc đây mình chỉ cho các bạn này, cái giá ở trên mạng nhá. Ví dụ như rẻ nhất của cell phone đấy nhá, mình gõ vào cho các bạn xem này. A10s luôn. Các bạn nhìn này. Đây nó cũng có 2.7 triệu thôi nhá. Đang là giá 3.9 triệu, 3.7 triệu nhá, nó còn có 2.7 triệu nhá. Mình cho các bạn xem này, nếu mà để các bạn kéo lên tại sao nó có giá 2.7 triệu ấy, thì mong các bạn thông cảm này. Có giá 2.7 triệu này. Nhưng mà các bạn phải đọc kỹ xem ở cái phần này nó 2.7 triệu là gì. Bảo hành 12 tháng và một đổi một, lỗi do nhà sản xuất. Và cái 2.7 triệu này này, đây, nó không phải là máy mới đâu nhá, nó chỉ là chiếc máy cũ thôi nhá. Nó là lướt, đã kích hoạt bảo hành rồi. Đó, các bạn nhìn chưa, 2.7 triệu đấy, đã kích hoạt bảo hành. Đấy, thì mong các bạn thông cảm. Thì chiếc A10s này thì mình bán cho các bạn với giá là 2.400.000. 2.400.000 nhá, máy đẹp đỏ nhá, bao gồm sạc, sạc và đầy đủ phụ kiện nhá, sạc và tai nghe, 2.400.000. Đó là A10s. Thì mong tất cả các bạn là hãy làm những người tiêu dùng thông minh. Thôi để cho các bạn với giá là 2.350 đi, 2.350, 2.350 nhá, 2.350 nhá. Chiếc số 01 A10s là 2.350. Rồi, ok.
Rồi. Chiếc thứ hai mình muốn gửi tới cho các bạn đó là một chiếc Samsung. Samsung này là Samsung A650. Chiếc này là Samsung A800. A600. Chiếc này thì mình bán cho các bạn với giá là 2 triệu. 2 triệu. Chiếc này là bán cho các bạn với giá là 2 triệu 450 nhá. Samsung này 2 triệu 450. Máy zin phẩy nhá. Rồi ok, mình xin lỗi các bạn một xíu nhá, vừa nãy rơi, đang quay video rơi bùng phát điện thoại đấy, mình cũng không chỉnh sửa cái clip gì đâu. Đó, đang rơi thì bùng phát. Thì chiếc này bán cho bạn với giá là 2 triệu 4 nhá, 2 triệu 4 nhá. Chiếc A50 giá 2 triệu 4 nhá. A50 số 02. 02 là giá 2 triệu 400 nhá. 02 là giá 2 triệu 400. Máy zin đẹp nhá. A650 zin phẩy đây. Zin phẩy đấy, lưng lưng nó hơi chấm bụi một tí màu vàng. Chiếc này thì RAM chắc là cũng cao rồi. Đó. Thông tin điện thoại, RAM bộ nhớ thì thông tin phần mềm. Chiếc này RAM là cao đấy mọi người nhá. Con này ít nhất phải từ RAM 3, bộ nhớ 32 trở lên nhá. Đó, giá 2.400k. A50. A600 nhá, A6 nhá. A6 này, A6 2018 nhé. A6 2018 nhé, ok. Giá là 2.400k. Chiếc nữa là chiếc chiếc này là Coolpad. Chiếc Coolpad này, Cookpad đấy. Thì chiếc này RAM xem nào, mình xem để đây cho mọi người xem nhé. Coolpad này, hệ thống điện thoại S00 DLS00. Chiếc này là RAM RAM 3 bộ nhỉ. RAM mấy đây? Dung lượng của bộ nhớ. Coolpad à. Mình xin phép mình gõ chữ Coolpad ra đây cho mọi người xem nó là cấu hình bao nhiêu. Chiếc này nó là chiếc Coolpad N5 nhá. Chiếc Coolpad N5. Chiếc này là RAM 3 bộ nhớ 32GB. Coolpad N5. Coolpad N5 nhá. Coolpad N5 này. RAM 3 bộ nhớ 32GB. Bán cho các bạn với giá là 1.400.000. Coolpad N5 bán cho các bạn với giá là 1.400.000 nhá. Coolpad N5. RAM 3 bộ nhớ 32GB. Rồi. RAM 3 bộ nhớ 32 này. Chiếc này là số 03 này. RAM 3 bộ nhớ 32 này, giá cho bạn 1.500.000. Thì chiếc này nó ít người dùng nên là mình sẽ bán rẻ cho các bạn, nó tùy từng máy. Coolpad nhá. Cấu hình này cũng chơi game cũng tạm tạm rồi. Nó cảm giác CH Play các thứ nó cũng đầy đủ. Nó cũng sẽ chậm, nó cũng sẽ không nhanh như những dòng khác như Samsung được. Đó. Chiếc này bán cho các bạn với giá là 1.500.000 đồng. Ai lấy thì bảo mình. Máy đẹp 99% luôn nhá. Chiếc nữa mình muốn gửi tới cho các bạn ngày hôm nay đó là một chiếc Oppo F1S bán cho các bạn với giá là 1.300.000 đi, vui bán 1.300.000. Chiếc này là số 04 nhá. 04 1.300.000. F1S 04 1.300.000. Chiếc này là ép kính rồi nhá. Vỏ xấu, ép kính vỏ xấu 1.300.000, ép kính vỏ xấu. RAM 3 bộ nhớ 32, nói luôn. F1S RAM 3 bộ nhớ 32, giá 1.400.000. Chiếc nữa mình muốn gửi tới cho các bạn là chiếc Z7 Pro. Zin phẩy. Chiếc này bán vỏ hơi phẩy một tí nhá, bán cho các bạn với giá là 2.250.000 zin phẩy. 2.250.000. Zin phẩy nhá, vỏ hơi xước một xíu. Đấy, phẩy lấm chấm đây, màn zin vẫn vỏ zin đẹp nhá các thứ nhá. Đó, đây lại đang có anh chị gọi là đây. Alo à? Mình nghe được. Mình xin phép lỗi các bạn nhá. Alo. Vâng, đúng rồi em. Chú lại đang hết rồi nhá, chú đang live video, có gì tí gọi sau nhé.
Thì đó, thì trên tay mình có những chiếc máy như vậy, mình xin lỗi nhá, có những người gọi không kịp nghe đâu. Thì đó, thì mong các bạn là mình chỉ thêm các bạn nữa là các bạn vào khi vào kênh của mình, các bạn chỉ cần comment mua máy gì là được rồi, Nếu như tấm chứ cáp cũng có một chứ không các bạn không nên comment các bạn không nên các bạn chỉ cần comment là mua máy gì là được rồi, chứ không nên comment số điện thoại nhá. Đấy, mình mấy hôm nay thì mình chỉ các bạn và cũng xin rất chào là tất cả các cũng cô ấy rồi chú đấy, các anh bạn chị không không và không các comment bạn số điện thoại nữa là mình chúng mừng tôi rồi, bởi vì comment rất số là điện thoại cảm rất ơn là các dễ cô bị chú lừa anh chị trong video đó, ngày cũng hôm bị nay. mấy em cũng Hôm bị nay lừa là rồi ngày thì bao nhiêu mong các giờ? bạn thông cảm, không nên Hôm nay là ngày 13 đấy, không nên đấy. tháng 2 năm 2020. Trong video ngày hôm nay thì mình có rất là nhiều máy 6S, chủ yếu là 6S và iPhone X. Rồi, Rồi thì những dòng tầm trung tầm khoảng hơn 2 triệu. đó thì mong các bạn không nên comment số điện thoại lên, các bạn chỉ comment mua máy gì là được rồi đấy, thì xong các bạn chủ động liên lạc cho mình Nếu như tấm cáp cũng có một rồi. Ok các bạn, chiếc này Z7 Pro bán cho bạn với giá 2.250.000, ai lấy thì bảo mình nhá. Rồi chiếc nữa, đây là chiếc này là số 05 này, 05 rồi nhá, 05 của ngày 14 tháng 2 nhá. Chiếc 606 của ngày hôm nay thì bán cái gì được nhỉ, iPhone iPhone 6 Plus, 6 Plus này, cài đặt chung giới thiệu 6 Plus 64GB nhá, 64GB, máy đẹp, rồi nhá, máy đẹp nhá, máy đẹp, nói luôn nhá, 6 Plus nhá, nói luôn là chiếc này đã lên vỏ nhá, và men zin màn zin, lên vỏ men zin màn zin nhá, nói luôn, chứ bây giờ mình nói luôn là không có lấy đâu mà máy Plus 6 Plus zin từ A đến Z cả, đó mình thông, các bạn mong các bạn thông thả cả. Chỉ cần màn zin men zin là các bạn đã ok rồi, và chiếc này mình lấy về pin nó kém mình phải thay rồi đó, thì mình nhập vào nó đã thành ba, đi lấy 33 một cây 6 Plus như này đẹp đã là 3.300.000 rồi đó, thì thêm một quả pin 150 nữa, 3450 thì mình bán thêm cho các bạn cáp sạc nữa thành 3550 nhá, 3550 lấy về để cho nó có hàng ấy. Thì đó, thì nếu mà ai lấy thì chiếc này các bạn ở Hà Nội qua lấy hộ mình, chứ mình không ship code đâu nhá. Đó, mình nói luôn là bạn nào ở Hà Nội thì qua lấy chứ không ship code, bởi vì là mỗi cái máy bán được 2 đến 300 nghìn mà ship code đọng vốn là mình không ship đâu, ai lấy thì qua trực tiếp cửa hàng lấy hộ mình đó, máy thì đẹp, pin đã thay rồi nhá, ai lấy thì bảo mình nhá. Rồi ok, 6 Plus chiếc này vân tay vân chân đầy đủ nhá, máy vỏ thay pin thay thôi, nhưng mà tất cả mọi chức năng ở trong đó là men zin màn zin đó, được ok chưa các bạn. Đấy là 6 Plus. Chiếc này là số 06 063550. Rồi ok. Chiếc này thì không ship đâu nhá, chỉ lấy tại cửa hàng luôn. Ok mọi người. Chiếc số 07 của ngày hôm nay là chiếc nào nhỉ? Chiếc số 07 của ngày hôm nay thì bán chiếc Samsung Tab đi. Chiếc Samsung Tab này bán cho các bạn với giá là 1XX. Ai mua thì inbox cho mình nhá. XX hôm qua giá không biết là cao hay không, nhưng hôm nay sẽ bán rẻ. 1XX nhá, ai lấy thì bảo mình. Giá Samsung Tab này lấy về cho con học hành chơi nghe nhạc thì cũng rất là ok, ai lấy thì bảo mình. Đó, thì ai lấy thì bảo mình nhá. Chiếc Samsung Tab này, Samsung Tab 6A. Đó, thì ai lấy thì bảo mình, lấy về cho con nó chơi nghe nhạc. Đó. Chiếc này Samsung Tab nhé, một giá 1XX, giá 1XX nửa đời, thì ai lấy thì bảo mình sẽ để lại cho các bạn. Rồi chiếc nữa của ngày hôm nay đó là một chiếc iPhone 6S đi, iPhone 6S máy đẹp 97%, 97,8%, chiếc này để cho các bạn với giá là 2.800.000, iPhone 6S là 2.800.000 nhé, máy đẹp 97%, 2.800.000. Và pin mình đã thay cho các bạn rồi nhá, pin đã thay luôn cho các bạn về khỏi phải thay, chiếc này đã thay rồi, còn benzin màn zin nhá, giá là 2.800.000, 2.800.000 nhá, 6S 2.800.000, chiếc này là 2467, chiếc số 08 nhá, 08 là 2.800.000 này, chiếc số 09 là P30 Lite, chiếc này chơi game cực kỳ là khủng, chiếc này hôm nay mình về được rẻ hơn thì bán cho các bạn với giá là 3.500.000 mình mua rẻ mà, 3.500.000 mình mua rẻ bán rẻ,
3.500.000 nhá, P30 Lite. RAM 4 à RAM 6 bộ nhớ 128. Về được một cây này, RAM 6 bộ nhớ 128. Đây, RAM 6 bộ nhớ 128 đây. Rồi ok chưa? Rồi, chiếc này sẽ bán cho các bạn với giá là 3.500.000, số 06 à 0809 chứ. 09 3.500.000. Rồi, số 010 của ngày hôm nay đó là một chiếc 6S nữa. 6S này. 6S máy đẹp 99%. RAM 3 bộ nhớ 32, chiếc này bán cho các bạn với giá là 3 triệu đồng. 3 triệu nhá. Số 10. Số 10 là 6S là 3 triệu nhá. Máy bên zin, màn zin, vỏ zin nhá. Vỏ zin từ A đến Z nhá. 3 triệu đồng đây, nhìn nó còn bạc bạc vòng quanh cái vòng đây. Đó, zin đẹp. 3 triệu đồng. Đó, chiếc 6S. Chiếc nữa là chiếc 6S nữa đi. Hôm nay hơi nhiều 6S. 6S nó bị xước một tí kính đây, một tí mép đây. Đó, máy người dùng 32GB. Chiếc này bán cho các bạn giá là 2.700.000. 6S này bán cho các bạn với giá là 2.700.000. 2.700.000, chiếc này số 11 nhá. 6S là 2.700.000 nhá, main zin, màn zin, vỏ zin nhá. Ok. Chiếc nữa mình gửi tới cho các bạn là chiếc 7 Plus đi. Chiếc này thì 32GB. Chiếc này nói chuẩn luôn là cho các bạn có thể cho nhờ người thợ nhất đến kiểm tra tháo máy luôn cho các mình xem. Bảm bảo 100% là máy benzin màn zin nhá. Benzin màn zin nhá, zin từ A đến Z luôn, không có một cái gì hết. Giá thì hơi cao, thế mong các bạn thông cảm. Chiếc này hàng chuẩn luôn đấy. Giá chiếc này là 6.500.000. 6.500.000 nhá, chiếc này số 12. Số 12 là 6.500.000. 6.12, 6.500.000 nhá. Nó có thể đắt rẻ một tí, có những cây mình bán rất là rẻ, nó chỉ 3 triệu hơn 3 triệu, 4 triệu thôi. Nhưng mà đấy là những hàng một là sửa qua hoặc là sửa nhẹ. Còn những cái chiếc mà cứ tầm 6 7 triệu nó đắt như ở trong thế giới di động ấy thì nó là hàng zin chuẩn luôn. Hoặc là như FPT nó là hàng zin. Bởi vì các bạn có thể đào cũng không ra được những chiếc máy như vậy. Đó. Hàng chất lượng sao thì mình bán vậy. Đó, màn, tất cả viền màn này không ám, không ố gì. Bán đắt thì mình chỉ luôn cho các bạn, để cho các bạn biết. Các bạn để ý khi mua màn, tất cả những cái góc này nó đều vuông bằng nhau nhá. Cái đen đen ở viền màn đều vuông đen bằng nhau. Tất cả đều vuông bằng nhau nhá. Viền màn, góc màn này vuông bằng nhau hết nhá, hộ mình nhá. Đen xì đều bằng nhau. Màn trắng các bạn gõ cái máy khoảng 2 triệu trở xuống thì mình không nói. Nhưng mà tầm 5-6 triệu thì nên các bạn nên test kỹ một tí. Đây, nền trắng vào nền trắng này. Nó rất là đẹp, sáng mịn đều. Đó, nền trắng nó không bị đốm. Đó, thì và cam nữa mình chỉ cho các bạn test cam này. Khi mà các bạn test cam X1, X2 này. Rồi, các bạn che ngón tay. Nếu mà vào đây hồng này, hoặc là nhiễu sáng sọc sọc này, hoặc là các bạn che cam. Các bạn lấy một tờ giấy trắng, các bạn che cam như vậy. Nếu mà ở trong cái tờ này mà cái tờ cam này của bạn mà nó bị đốm là do cam đốm nhá, còn không như này là rất là hàng, rất là chuẩn và ngon. Đó, đó là những phương pháp mình chỉ cho các bạn. Hoặc là bạn chọc cái khay sim này, bạn cho vào cái miệng bạn, bạn hít rít nhá, rít nhá, mà cảm giác cái rít ấy thì cảm giác ở trong cái mồm nó bị bóp cái màn hình vào thì là chuẩn, là chuyển chuẩn zin. Còn nếu không thì nó là hàng dựng nhá, hoặc là có thể tháo máy mở máy. Còn chiếc này thì đúng là chuẩn luôn, chuẩn zin app luôn. Rồi ok mọi người, chiếc này là bán cho các bạn với giá là 6.500.000, hơi đắt đấy. Chiếc nữa là chiếc Nokia 5. Chiếc Nokia 5 này đẹp keng, bán cho các bạn với giá 1.700.000. Chiếc là 13, giá 1.700.000. Chiếc số 13 1.700.000 nhé, Nokia 5 1.700.000. Đẹp keng luôn nhá, đẹp xuất sắc luôn nhá. Đó, vừa về thêm một cái này nữa. 1.700.000, đẹp keng xuất sắc. Chiếc nữa mình muốn gửi tới cho các bạn đó là một chiếc Oppo F9, RAM 4 bộ nhớ 64GB. Chiếc này mình bán cho các bạn với giá là 3.400.000. Chiếc này số 15 đúng không ạ? À 14 này. Chiếc này mình cũng so sánh luôn cho các bạn nữa, mình về được thêm chiếc này 86 6868. Thì chiếc này nó lại là bản sách tay. Hai chiếc cấu hình RAM chẳng khác gì nhau. Nó chỉ là
ở bên chiếc này là hàng nội địa và chiếc này thì là bản sách tay. Chiếc này là bản quốc tế. Thì hai chiếc này nó chỉ thay đổi khác nhau, chiếc này Oppo F9, chiếc này Oppo này Oppo A5. Oppo A5 nhưng nó lại là hàng nội địa. RAM cấu hình nó không khác nhau một tí gì xíu gì gì nhá. Vẫn 2 SIM, vẫn RAM 4 bộ nhớ 64GB, vẫn là lõi 8 chip Qualcomm. Đó. Thì nó chỉ khác nhau ở cái màn hình là nó có cái này thôi. Đó. Thì hai cái chiếc này thì mình bán cho các bạn với giá một chiếc là 3.4 triệu, còn một chiếc này là 2.7 triệu. 2.700.000. Chỗ này chiếc này là số 15. 14 là 3.4 triệu và 15 là 2.7 triệu, bởi vì nó là bản sách tay nên nó sẽ rẻ hơn một xíu. Vẫn cấu hình bình thường nhá, vẫn RAM chip như nhau nhá. Mở hai cái main ra giống hệt nhau, không khác nhau gì nhá. Chung từ cái cam luôn. Cam đây các bạn nhìn này. Đấy, đèn flash cũng giống hết nhau. Nó chỉ thay mỗi cái vỏ đây, cái đèn flash đây. Đó, các bạn nhìn không? Giống hệt nhau. Đó, thì hai chiếc này, một chiếc là 14 là 3.4 triệu và 15 là 2.7 triệu nhá. Rồi ai lấy thì bảo mình. Chiếc số 18 đó là chiếc 15 16. Rồi chiếc số 17 là chiếc Mi Redmi Note 6 Pro là 1.650k. Chiếc này hôm trước mình mua lại của một bạn cũng xem ở kênh mình mua lại 1.3 triệu. Đó. Thì mình nói thật luôn, có bạn đấy ở đấy mình xác minh thật luôn, mình mua lại 1.3 triệu. Vừa mua hôm qua xong. Sáng qua đêm qua hẹn mình qua thì chiếc này lấy là 1.300.000. À đâu, hình như 1.3 triệu đúng nhỉ? 1.3 triệu hay 1.350 triệu bạn nhỉ? Đó, nếu mà bạn có xem ở video này thì bạn xác minh hộ mình với nhá. Đó thì mình thêm phụ kiện sạc tận mất 80k nữa cho bạn rồi. Thì mình chỉ lời mất đâu được, mình lời được có hơn 200 một tí thôi. Đó, chiếc này là số 17 18 15 14 15, chiếc này là 16, số 16. 17, số 17 là 1.650k nhá. Rồi ok, mỗi chiếc mình nói luôn là không lời nhiều, chỉ lời từ 2 đến 300k thôi. Đó, còn mất công test máy cho mọi người, thuê người rồi làm rồi đi gửi ship cho các bạn nữa. Thì mong các bạn, nếu mà ai yêu quý ủng hộ thì chuyển khoản trước cho mình, thì mình sẽ bớt cho các bạn vào tiền ship. Rồi ok, chiếc số 17 là 1.650. Số 18 đó là một chiếc Samsung A30. Nhưng mà chiếc này thì nó đang bị mật, chiếc này đang của người quen, đang bị mật khẩu. Thì mai mình sẽ mở ra xong mình cũng sẽ bán cho các bạn nhé. Chiếc Samsung A30 A30S đó. Thì mai ai lấy thì inbox mình nhé. A30S rồi. Chiếc nữa đó là chiếc iPhone 6S giá là 2.7 triệu. 6S là 2.7 triệu nhé. Chiếc này là số 18. Số 18 6S số 18 là 2.7 triệu nhé. Cũng rất là nhiều người gọi quá. 18 là số 2.700.000. 2.700.000 nhá. Số 18 2.700.000 nhá. Số 19 cũng là chiếc 6S. 6S này thì sóng máy sửa, nó bị lỗi sóng thì mình tháo ra mình sửa, thì nó sóng thì nó vẫn nghe gọi bình thường nhưng nó hơi yếu. Thì mình để cho các bạn với giá là thôi, sale giá rẻ đi. Để cho các bạn với giá là 1.800.000. Máy này sửa sóng rồi nhá. Sửa sóng thì ok, nhưng mà sửa rồi nhưng mà nó vẫn bị hay bị lỗi, nó thỉnh thoảng nó bị mất sóng thôi. Chiếc 6S 64GB. 64GB nhá, 6S 64GB, sóng nó hơi kém. Thì mình sẽ bán cho các bạn với giá là 1.750.000. 1.750.000 nhá. 1.750.000. Chiếc này là số 18. Số 18 là 1.750.000 nhá. Số 18 1.750.000 nhá. Nghe gọi vẫn bình thường, thỉnh thoảng nó mất sóng thôi. Ok, 1.750.000. Rẻ bằng gần một nửa của máy cái bình thường. Chiếc số 18 rồi, số 19 lock bán cho các bạn với giá là 1.850.000. Máy zin đẹp nhá. 1.850.000. Đó, máy zin đẹp. Xin đẹp, chiếc này bán cho các bạn với giá là 1.850.000 nhá. 6 lock 1.850.000, 6S lock ấy. 6S lock, ai lấy thì bảo mình nhá. Xin đẹp 1.850.000. Chiếc này 1.850.000, màn hình đẹp nhá. 1 2 3 4 1 2 3 4.
1.850.000 nhá. Đó, mình xin lỗi tất cả các bạn. Đó, các bạn mai bạn xem thì các bạn biết gọi rất là nhiều. Đó, thì mình cũng chẳng có giấu giếc gì cả. Nó gọn thông cả. Và khi mà các bạn khi mà bà bảo là Đức Tùng TV thì chỉ có hai số điện thoại 0966931693, 0816836789 nhá. Khi mà mình để lộ cái số điện thoại ra đây, nếu mà ai mà bảo là hỏi bảo là Đức Cùn TV lừa Đức Cùn TV thì các bạn cứ nhớ canh hộ mình hai số là 0966931693, 0816836789. Và nếu mà ai bảo chuyển khoản trước ấy, các bạn cứ check cái mặt của mình ra, cái thằng đầu chọc này này. Đó. Đó, đúng mình như thế vậy ấy, thì các bạn chuyển khoản, còn không thì thôi nhá, không lại bị dính lừa. Rồi, ok. Và chiếc nữa của mình ngày hôm nay đó lại gọi rồi. Chiếc nữa là chiếc XN Max này là 64GB. Hôm qua về được 2 cây thì bán hôm qua được 1 cây, còn 1 cây này nữa thì có bạn hẹn hôm nay qua, nhưng mà bạn ấy bận thì bạn chờ dịp sau, thì mình cũng ok, rất là thông cảm, không có gì cả. Bán được hàng cho bạn thì mình cũng rất là vui. Còn không bán được hàng thì nó cũng mình cũng chẳng sao cả, thì nó chỉ chậm một chút thôi. Đó, thì một chiếc XN Max này giá 16.500.000 bao gồm sạc, cáp sạc nhá. Rồi. Cáp sạc tốt, loại ngon nhá. Đó, 16.500.000, ai lấy được thì bảo mình nhá, trực tiếp qua cửa hàng không đỡ mất thời gian. Rồi, chiếc nữa cuối cùng là một chiếc iPad mini 4. iPad mini 4 bản bypass. Vỏ hơi xấu phẩy một xíu, giá cho bạn là 3.200.000. 3.200.000 nhá. Đó. Và đây là kênh của mình, 13.200.000. Đó. 3.200.000 nhá. Chiếc này là số bao nhiêu đây? Số 20. Số 20 nhá. Và số 21 của ngày hôm nay thì mình cũng chỉ cho các bạn, đó là một chiếc 88. Hôm qua mình có quay video cho các bạn đấy. Chiếc 88 này. Máy zin nhá. Thì các bạn khi mà mua máy thì đây, mình hôm nay mình sẽ có thời gian hơn một xíu thì mình sẽ mở ra cho bạn để các bạn thích kiểm tra. Các bạn nếu mà 88 cũ thì các bạn cầm dao tháo ra như vậy để các bạn kiểm tra hàng nhá, để các bạn ngó mên này, ngó mên nhá, các kiểu này thì để các bạn test ấy. Đó, nếu mà các bạn thích đồ cổ ấy, đồ cổ thì thường thường ít có tem lắm, chỉ có tem của cửa hàng thôi, còn người dùng thì cũng không có tem đâu. Người dùng thì kể cả bạn mua ở ngoài trên mạng ấy, người dùng thì bảo anh ơi cho em mở cái nắp cái thì cho nó thoải mái, chứ không dễ bị dính lừa lắm, nói luôn. Không là các bạn lại ấy nhá, các bạn cứ mở máy ra như vậy, cứ nhìn thấy men zin màn zin là như vậy, như này là các bạn mua. Còn nếu mà tem ký lằng nhằng như vậy ấy, là cũng không sao cả. Đó, vấn đề là cái tem như này, cái tem ký này không quan trọng nhá, cái chữ ký này không quan trọng nhá, người ta chỉ đánh dấu thôi vào cái đồ của người ta. Đó, tem kể người ta ký vào cả từ cái cam. Các bạn nhìn vào mên này, đấy, lồng nó như này là zin nhá, các bạn nhìn không có dầu mỡ. Riêng kể cả máy không, máy zin, máy mà sửa rồi, kể cả chỉ cần một tí dầu mỡ, các bạn nhìn vào các bạn biết, các bạn ngửi đánh hơi cái là biết rồi. Đó, như này là zin nhá. Đấy, mên, các bạn mua mên zin thì các bạn bảo mình, hoặc là các bạn nào nếu mà có thích đồ 88 mà muốn chỉ sâu hơn nữa ấy, hoặc là muốn đặt đồ 88 mà đồ zin, mua các bạn nào đang dùng 88 mà mua cáp zin, mên zin mà zin thì không biết thì cứ gọi cho mình, thì mình sẽ chỉ cho các bạn để các bạn mua cáp hoặc là đặt cáp zin của 88 nhá. Mình thì không có gì đâu, nhưng mà riêng về hỗ trợ mà thay màn cáp 88 thì nhà mình làm hỗ trợ cho các bạn nhá, giá rất là rẻ thôi. Cáp 88 zin nó rơi vào tầm khoảng 1.7-1.8 gì đó, còn cáp lô thì nhà mình có thay hỗ trợ cho các bạn với giá là tầm 700-800k. Đấy, cáp lô có 700-800k là dùng được, còn có cáp loại 300-400k cũng có. Đó là 88. Chứ mình thì không giấu gì. Mình đi mua cáp lô 350 thay cho các bạn 400-450. Còn có loại cáp lô ngon hơn thì nó rơi vào tầm 800k. Còn một loại cáp nữa thì cáp xịn ấy thì nó rơi tầm dao động vào tầm 1.500.000 và 1.700.000, nó tùy theo những lúc gọi là có hay không có, thì người ta nhập được từ nước ngoài về hay không. Thì đấy là cũng là do hên xui. Nhưng mà các bạn đặt trước khoảng một vài ngày thì mình sẽ hỏi thì sẽ có, hoặc những đồ bóc máy ra. Đó, cáp zin là đồ bóc máy nhá. Thì mong các bạn thông cảm. Đồ 88 này hoặc là Virtu này nó cũng hơi hiếm. Đó. Các bạn lấy thì inbox bảo mình nhá. Rồi, Đức Tùng TV cũng xin cảm ơn và hẹn gặp lại tất cả các bạn vào video sau.
có những điều gì thì các bạn bảo mình nhé. Và đây, đó là chiếc con X này, mai mà mình buy bát thành công thì mình sẽ bán cho các bạn. Đó, máy cũng đẹp đấy. Đấy, các bạn bóp hai bên và các bạn đẩy vào lên là xong. Đó, 88 chơi thì nó cũng đơn giản thôi. Đấy, màn zin nữa, các bạn nhìn đẹp chưa? Chấp nhận. Màn zin nó nhìn đẹp ngay, đẹp keng luôn. Các bạn lau liếc nhìn nó cũng vẫn là sáng. Rồi, đó. Và Đức Cùn TV là xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn vào video sau. Và cũng các bạn cũng, mình cũng cảm ơn là mong các bạn cũng share cho một like và chia sẻ lên kênh trang Facebook cá nhân để cho video của mình nó được set up nhiều hơn, được nhiều người được xem hơn. Đó, tất cả là đó là những máy này, đó là những phần quà trong cuộc sống mình được cuộc sống này được mình ban tới để phục vụ các bạn. Những người may mắn chúng ta được phục vụ nhau trong cuộc sống. Bye bye.